Chào tất cả các học sinh thân mến nhé. Chúng ta sẽ cùng đi qua cái chủ đề tiếp theo, đó là cái chủ đề hàm đặc trưng liên quan đến mũ và logit. Cái hàm đặc trưng thì nó khá là rộng các em nhé. Thì để cho các em dễ theo dõi thì thầy sẽ gói gọn nó trong từng cái chủ đề riêng. Ví dụ như hàm đặc trưng nó có thể liên quan đến giá trị lớn nhất, hàm đặc trưng liên quan đến đa thức, vân vân. Thì có thể liên quan đến cái bài toán tính đơn điệu nữa, nhiều lắm. Nhưng mà trong phần này thì gói gọn vào hàm đặc trưng liên quan đến mũ và logit thôi, cho các em dễ dàng nắm được cũng như xử lý được các bài toán liên quan. Tức là ta sẽ xét những bài toán mà hàm đặc trưng trong đó có chứa những yếu tố mũ và logit thôi ha. Còn những bài toán hàm đặc trưng về đa thức chúng ta sẽ xét ở một cái chủ đề riêng. Thứ nhất thì các em nắm cho thầy cái cơ sở lý thuyết về hàm đặc trưng. Đó là cho một cái hàm số, cho cái hàm số f(x) nó liên tục trên một cái liên tục trên cái tập d. Cái d này có thể là khoảng, nửa khoảng hoặc là đoạn thôi nhé, chứ d này chúng ta không xét vào hợp các khoảng. Thì khi đó thứ nhất là nếu mà cái hàm số f(x) này nè, nếu hàm số f(x) này nó luôn đồng biến, nếu hàm số f(x) luôn đồng biến, nếu cái hàm số f(x) này luôn đồng biến hoặc là luôn nghịch biến trên cái miền D. Đây là cái bài giảng mở đầu thôi, nên là các em cứ thông thả hiểu cho kỹ cái vấn đề rồi sau đó tự khắc sẽ làm nhanh nhé. Rồi, nếu cái hàm số f(x) luôn đồng biến hoặc là luôn nghịch biến trên cái miền D thì với mọi cái cặp U và V thuộc vào D, ta có f của U bằng với f của V khi và chỉ khi U bằng V. Rồi, đây là cái bài giảng mở đầu. Và có thể là có những em chưa có từng biết qua về cái hàm đặc trưng này nên thầy sẽ giảng kỹ từ đầu hết. Khi các em học thì các em cứ ôn tập cho nó kỹ, rồi đến lúc các em làm bài trắc nghiệm thì tự các em có thể bỏ qua các cái bước để đi đến cái kết quả nó nhanh thôi nha. Trong cái lúc học thì chúng ta nên học hiểu kỹ, nắm chắc tư duy và cái cơ sở lý thuyết em nhé. Rồi, đó là cái trường hợp cái dấu bằng đó, thì chúng ta không có cần phải xác định rõ là cái hàm số f(x) luôn đồng biến hoặc là luôn nghịch biến. Nhưng mà nếu mà bắt phương trình đó, thì chúng ta cần phải xác định rõ cái này. Cái thứ ba là nếu mà cái hàm số f(x) nó luôn đồng biến, thì viết tắt này, luôn đồng biến trên cái miền D, thì chúng ta sẽ có là với mọi cái cặp UV thuộc vào D thì ta sẽ có f của U mà lớn hơn f của v khi và chỉ khi u lớn hơn v. Trong trường hợp mà có dấu bằng, bên đây có dấu bằng thì chỗ này sẽ có dấu bằng nha. Rồi, cái thứ ba đó là nếu mà cái hàm số f(x) nó luôn nghịch biến trên cái miền D thì với mọi cái cặp u và v thuộc vào D đó, ta luôn có là f của u mà lớn hơn hoặc bằng f của v khi và chỉ khi u phải bé hơn hoặc bằng v. Đó là lý thuyết. Tức là cái bài toán này nè là sẽ dựa vào cái tính chất đơn điệu của cái hàm số đó để xử lý. Từ một cái biểu thức nó phức tạp, ta đưa về hai cái ta đưa về cái biểu thức nó đơn giản như này. Thì trong cái phần này đó, ngoài cái việc mà giúp cho các em có thể xử lý được bài toán đó, thầy nghĩ là thầy sẽ đi vào cái phần thứ hai, đó là cái cho các em hiểu được cái cách để mà người ta tạo ra cái bài toán luôn đi, để làm chủ được cái dạng toán này thì ta hiểu luôn cái tâm tư của cái người ra đề thì quá tốt. Đó là cái cách để tạo ra cái bài toán dạng này. Thầy không có giấu giếm gì chứ, không phải giống như kiểu mà ôi thầy phải ra một cái đề xong rồi giống luôn để cho các em
có hiểu, rồi sau đó là không biết cách giải, sau đó thầy mới là người giải được, thì thế là bài toán nó hay. Không phải, đây thầy hướng dẫn cho các em cái cách các em hiểu được cái tâm tư của cái người ra đề, cái cách để người ta tạo ra một cái bài toán. Trước tiên là chúng ta có cái vốn. Cái vốn ở đây là người ta xuất phát từ những cái hàm số thường gặp, là những cái hàm đặc trưng thường gặp. Các em có thể tự tạo ra, tự chọn cho mình những cái hàm số mà nó luôn đồng biến hoặc luôn nghịch biến vậy đó. Ví dụ như là ft bằng a mũ t cộng t thì cái hàm số này nó sẽ luôn đồng biến. Nếu trong trường hợp là a là lớn hơn một nha, ta thì mình xét là a lớn hơn một. Rồi hoặc là ft nó bằng là logarit cơ số a của t cộng với t, hoặc là ft bằng là a mũ t cộng với logarit cơ số a của t, hoặc là có thể ft nó bằng là t nhân với a mũ t trong điều kiện là t dương. Hoặc là người ta có thể cho mình là người ta có thể xuất phát từ cái hàm số ft bằng là logarit cơ số a của t nhân với t, hoặc là chia t. Nói chung là các em có thể tự tìm cho mình những cái hàm số nào cảm thấy nó đẹp và nó vừa thôi. Tại vì bài toán này mang bản chất là các em tự tạo ra, mình tạo ra. Mà nó phức tạp quá thì em đi giải luôn chứ ai mà giải. Nó phải đẹp, nó phải thỏa mãn cái tính chất đẹp nữa các em nhé. Tức là cái vốn ban đầu là gì? Là người ta sẽ xuất phát từ những cái hàm số mà nó luôn đồng biến, có trong tay cái người ra đề, họ có trong tay là một cái hàm số luôn đồng biến hoặc là luôn nghịch biến. Thì khi đó họ sẽ tạo ra cái một cái bài toán như này. Thầy lấy ví dụ là cái cách để tạo ra này. Cái cách để tạo ra bài toán. Chúng ta hiểu luôn cái tâm tư của người ra đề thì quá tốt. Cái này các em bổ sung thêm ha, tự thêm vào ha, tự thêm các cái hàm số mà nó luôn đồng biến hoặc là luôn nghịch biến. Rồi cái cách tạo ra quan trọng nè. Đầu tiên là xuất phát từ cái xuất phát, ví dụ đây thì lấy xuất phát từ cái hàm số f của t bằng log nê bê của t cộng cho t đi ha. Thì cái hàm số này nó sẽ luôn đồng biến, rõ ràng là cái hàm số ft này nè nó sẽ luôn đồng biến trên cái khoảng từ 0 cho đến cộng vô cùng nhé. Rồi thì thầy sẽ cho một cái biểu thức, ví dụ thầy cho f của x cộng m đi, thì nó bằng là log nê bê của x cộng m cộng với x cộng m đi. Thầy muốn tạo ra một cái bài toán có chứa hàm số đi. Rồi dưới đây thầy cho tính f của e mũ x đi cho đẹp, là thầy thầy muốn ra một cái phương trình đó là m cộng với x bằng với e mũ x đó. Thầy muốn tạo ra một cái phương trình này, nhưng mà cái phương trình này nó được giấu trong cái hàm đặc trưng như này. Thầy tính f của e mũ x thì thầy thế vào cái chỗ ft, đó là log nê bê của e mũ x cộng với e mũ x, tức là nó sẽ bằng x cộng với e mũ x đúng không? Rồi bây giờ thầy chỉ việc là cho là f của x cộng m bằng với f của e mũ x, tức là chúng ta sẽ đưa ra được cái phương trình đó là log nê bê của x cộng m cộng với x cộng m, nó sẽ bằng là x cộng với e mũ x. Rồi có thể biến đổi cái phương trình lại cho nó đẹp, và cái câu hỏi sẽ là gì đây? Và bây giờ người ta sẽ chuyển thành một cái câu hỏi như này, đó là tìm m để cái phương trình là log nê bê của x cộng với m bằng với e mũ x trừ m có nghiệm chẳng hạn đó. Thì bây giờ các em sẽ thấy nè, đó em quan sát cái phương trình này là cái người ra đề là trong tay của họ có sẵn một cái hàm số nên đẹp, và họ tự cho hai cái giá trị này, rồi sau đó là cái bản chất là hai cái giá trị đó sẽ bằng nhau thôi. Nhưng mà khi họ thế vào cái hàm số ft ban đầu đó, họ biến đổi đi, nó làm mất đi cái hình dáng, nó làm mất đi cái hình dáng của cái hàm số ban đầu mà họ đã có trong tay đó. Nhiệm vụ của em là làm sao là họ bung ra tới đây và em phải đưa về cái hàm số ban đầu đấy. Thì bởi vì là mình không biết là cái người ra đề họ sử dụng cái hàm số nào để tạo ra cái bài toán này, nên là chúng ta sẽ tập trung, mình phải có cái vốn, mình phải có cái vốn ban đầu chứ, thì mình phải hiểu là cái người ra đề họ thường tạo ra từ những cái hàm nào vậy ta.
Tất nhiên là đây là không phải là tất cả, nhưng mà ít ra mình muốn tham gia vào cái trò chơi thì mình cũng phải có cái vốn chứ. Thì mình phải có cái vốn mình mới biết được, mình mới đi tiếp chứ. Nếu mình trong tay mình không biết người ta sẽ tạo từ đâu hết thì bắt đầu là quá khó đi, đúng không? Ít ra thì chúng ta cũng có một vài cái vốn ban đầu, rồi sau đó chúng ta có thể tự tạo thêm những cái hàm số này đó, rồi có thể tự ra đề và lâu lâu nhờ thầy cô giải giùm chẳng hạn. Nhưng mà đó vừa nói nha, tạo hàm bạch cương thì nó vừa thôi nha, tạo ra mà nó khó quá thì tự mà giải. Tức là cái biểu thức nó cồng kềnh quá, cho nó đẹp như này nè, nhìn nó đẹp mắt như này, đúng không? Rồi vậy là trong cái chủ đề, trong cái mục số 2 đó, thầy chỉ muốn nói với các em là gì, là cái cách để người ta tạo ra một cái hàm đặc trưng đó, em hiểu được cái cách để tạo ra, người ta tạo hàm đặc trưng. Còn về cái việc giải thì qua cái phần sau thầy sẽ nói với em giải, và các em nắm cho thầy một cái hàm này. Ví dụ mà lấy cái hàm này mà người ta muốn tạo ra thì sao, lấy cái hàm này nè, các em có thể chọn một cái hàm này em tạo thử đi. Ừ. Ví dụ như là người ta có thể lấy cái hàm, chọn cái hàm số ft nè, nó bằng là a bằng là 2 mũ t cộng cho t đi, đúng không? Thì người ta muốn tạo ra một cái hàm đặc trưng thì người ta sẽ làm như thế nào? 2 mũ t cộng t đi, thì lúc này người ta sẽ tính là f của logarit cơ số 2 của x cộng m chẳng hạn đó. Thì lúc này thế vào nó sẽ ra là gì? Nó sẽ ra là x cộng m cộng cho logarit cơ số 2 của x cộng cho m đó. Rồi bên đây là ví dụ như họ cho f của bên đây họ cho là f của x cộng cho một chẳng hạn, ví dụ vậy, đúng không? X bình cộng 1 chẳng hạn. Thì lúc này thế vào nó sẽ là 2 mũ x bình phương cộng 1 cộng với x bình phương cộng 1, rồi cho hai cái này bằng nhau. Đó, cho hai này bằng nhau thì chúng ta sẽ ra được cái phương trình, đó là x cộng m cộng với logarit cơ số 2 của x cộng m bằng 2 mũ x bình phương cộng 1 cộng với x bình phương cộng 1. Để gì cũng dễ dành quá ha. Cái bắt đầu họ mới chuyển vế này kia các kiểu. Đó, thì cái bài toán nó sẽ quan trọng là cái chỗ mà họ chọn cái u này nè, nó chọn có gọn không, chọn có đẹp không. Họ chọn phức tạp quá thì họ bung ra cái biểu thức này nó phức tạp mà đưa về một cái phương trình nhìn cái hình thức nó không đẹp thôi. Và lúc đó cái người giải thì nhiệm vụ là phải gom nó lại, phải đưa nó về cái hàm số này. Đấy nha. Đó là cái mục thứ hai, chúng ta nói qua cái cách để tạo ra một cái bài toán đó. Thì đưa khi mà đưa về đây thì rõ ràng là x cộng m nó phải bằng với x bình phương cộng 1 thôi, đúng không? Rồi, chúng ta cái phần tiếp theo thì chúng ta sẽ đi qua các cái ví dụ, với chuỗi các ví dụ thì các em sau khi xem hết các video của thầy thì thầy chắc chắn em một điều là gì? Các em chỉ sợ là người ta không ra cái dạng toán này trong đề thi mà thôi, chứ các em sẽ không có còn sợ cái dạng toán này nữa. Nhưng mà với điều kiện nhớ xem đủ các video của thầy nhé. Còn các em xem không đủ các video, lỡ đâu nó rơi vào cái ví dụ cuối cùng sao? Lúc đó các em nói, ôi trời tiếc quá, cứ thế xem hết cái video của thầy. Rồi, cái phần sau chúng ta sẽ qua tiếp ví dụ. Rồi chúng ta qua tiếp chuỗi các cái ví dụ liên quan đến cái hàm đặc trưng của mũ và logarit em nhé. Cái câu số 1 này được trích từ đề thi học sinh giỏi của thành phố Hồ Chí Minh năm 2020. Trước tiên thì thầy sửa được cái đề chỗ này tí xíu nhé. Lúc đầu thầy đánh máy nó bị lỗi chỗ này các em. Đây là logarit cơ số 2020 của x ha. Em quan sát cái phương trình này thì nếu mà có kinh nghiệm thì ta nhìn vào đây chúng ta sẽ nhận thấy ngay cái hàm đặc trưng. Chỗ này là 2 mũ logarit cơ số 2020 của x và cộng với logarit cơ số 2020 của x, thì nó có dạng là 2 mũ t cộng với t. Thì cái hàm mà chúng ta dự đoán ở đây, cái hàm ta dự đoán cái người ra đề họ sử dụng đây là 2 mũ t cộng với t. Thế làm sao chúng ta đưa nó về cái dạng đó? Thì trước tiên chúng ta thấy nó xuất hiện cái công thức là lúc thì 4 mũ logarit cơ số 2020 của x, lúc thì x mũ logarit cơ số 2020 của 4. Thì hai công thức này nó có liên quan gì với nhau? Ở đây là một cái công thức mà quen thuộc với những em nào mà ôn thi học sinh giỏi thì chắc chắn là cái công thức này đã gặp qua rồi. Đó là ta có A mũ logarit cơ số B của C
thì nó bằng lô, nó bằng là C mũ logarit cơ số B của A. Rồi. Cái việc chứng minh công thức này thì cũng không khó lắm em ha. Thầy cũng nói thêm là trong chuỗi các cái bài giảng của thầy thì thầy sẽ trình bày theo cái lối tự luận để những em nào ôn thi học sinh giỏi thì có thể học được luôn. Còn những em nào mà ôn thi tốt nghiệp thì cũng có thể học được. Thì chỉ qua là các em khi các em hiểu vấn đề rồi thì các em bỏ đi những cái bước mà thầy trình bày nó tự luận thôi thì các em sẽ làm nhanh được thôi ha. Nên là thầy sẽ trình bày chuẩn tự luận để chúng ta hiểu kỹ về cái bài toán. Còn chúng ta muốn làm nhanh khi chúng ta hiểu rồi chúng ta làm nhanh thì đơn giản thôi chứ có gì đâu. Khi đã hiểu rồi tự khắc sẽ làm nhanh, được không? Quay trở lại công thức này á, thì để chứng minh công thức này cũng không quá khó ha. Chúng ta có là logarit cơ số B của A nhân với logarit cơ số A của C đó. Chính là logarit cơ số B của C. Đây là cái công thức đổi cơ số thôi. Logarit cơ số B của C thì bằng logarit cơ số A. Logarit cơ số B của A nhân với logarit cơ số A của C ha. Thì tới đây ta lấy mũ hai vế ta được là A mũ logarit cơ số B của C thì nó sẽ bằng A mũ logarit cơ số B của A nhân với logarit cơ số A của C. Cái vế bên tay trái thì nó ổn. Chúng ta viết lại cái vế bên tay phải. Cái này A mũ M nhân với N thì bằng A mũ N tất cả nhân với M ha. Tất cả mũ M. Thì chỗ này thì viết lại bên vế bên phải đó. Bên vế bên tay phải nè. Thì thầy viết lại là A mũ logarit cơ số A của C rồi tất cả mũ logarit cơ số B của A. Chỉ ở trong này chính là chữ C ha. Là C mũ logarit cơ số B của A thôi. Rồi, thầy đã chứng minh xong cái nhận xét chỗ này. Trước khi giải cái phương trình này thì chúng ta ghi cái lời giải cái đã để phân biệt với cái đề bài. Như đã nói là chúng ta dự đoán gì đây? Dự đoán. Đây là dự đoán cái hàm mà chúng ta sử dụng nó là f của t bằng 2 mũ t cộng cho t ha. Đầu tiên chúng ta sẽ đặt điều kiện của cái phương trình này. Điều kiện đó là x lớn hơn 0 bởi vì x nó nằm trong cái logarit ha. Và một cái nữa đó là trừ 2 cộng với x mũ logarit cơ số 2020 của 4 thì lớn không. Chúng ta cứ tạm thời để cái điều kiện ở đây và để cho cái phương trình chúng ta dễ nhìn đó thì trước tiên là chúng ta biến đổi phương trình là phương trình tương đương 4 mũ logarit cơ số 2020 của x cộng với lại là logarit cơ số 2020 ở cơ số 2 chứ ghi nhầm không logarit cơ số 2 của chỗ này thì thầy viết lại ha. Cái em nhớ là x chúng ta áp dụng cái công thức trên đây thầy mới nhắc cho các em nè. Nên chúng ta có là x mũ logarit cơ số 2020 của 4 đó thì chính là 4 mũ logarit cơ số 2020 của x nha. Nên là trong cái ngoặc này chúng ta viết lại là 4 mũ logarit cơ số 2020 của x trừ 2 thì viết ngược lại. Chỗ này là 2 mũ logarit cơ số 2020 của x cộng với logarit cơ số 2020 của x cộng với 2. Đây là phương trình sau. Để cho dễ nhìn đó, thì thầy đặt T bằng là logarit cơ số 2020 của x để cho dễ nhìn thôi. Thì lúc này cái phương trình sau sẽ trở thành và 4 mũ t cộng với logarit cơ số 2 của 4 mũ t trừ 2 bằng 2 mũ t cộng với t trừ cộng với 2. Thì cái số 2 bên vế bên tay phải nó bị thừa rồi. Các em quan sát thì là 4 mũ t trừ 2 thì thầy chỉ cần chuyển sang cái vế bên phải là thầy được là 4 mũ t trừ 2 cộng với logarit cơ số 2 của 4 mũ t trừ 2 bằng 2 mũ t cộng với t. Đến đây thì chúng ta dễ dàng đưa nó về cùng cái
đưa chúng ta thể dễ dàng xét được cái hàm đặc trưng à. Để cho nó các em dễ nhìn hơn nữa thì thầy sẽ thêm một cái bước đặt nữa. Thật ra thì chỗ này chắc có lẽ là không có cần chúng ta đặt cũng được, là tại vì chỗ này thầy sẽ áp dụng cái công thức này nè, là thầy áp dụng cái công thức là b thì nó bằng là b nè thì bằng là logarit là bằng a mũ logarit cơ số a của b, thì thầy có thể áp dụng cái công thức này. Thôi thầy sẽ trình bày theo cái lối đó ha. Chỗ này nè, thầy đưa nó về cùng cái dạng này đúng không? Thì lúc này thầy sẽ viết lại cái phương trình này nè. Tương đương cái chỗ mà 4 mũ t trừ đi 2 thầy coi nó như là b ha. Thì thầy sẽ ghi lại là 2 mũ logarit cơ số 2 của 4 mũ t trừ đi 2 được không em? Chỗ này được không? Cộng với logarit cơ số 2 của 4 mũ t trừ đi 2 bằng 2 mũ t cộng với t, được chưa? Các em nhìn ra chưa? Thật ra là các em có thể nhìn cái vế bên tay phải của em đó là gì? Cái vế bên tay trái của em nó chính là 2 mũ u cộng với u thôi. Là bằng là 2 mũ t cộng với t thôi. Trong đó u là gì? U chính là logarit cơ số 2 của 4 mũ t trừ 2 á, đúng không? Các em nhìn ra được điều này không? Rồi. Vậy thôi ha. Rồi. Đến đây thì chúng ta dễ dàng chúng ta sẽ xét cái hàm đặc trưng á. Ta xét cái hàm số, nếu trắc nghiệm thì các em ta bỏ qua bước xét hàm số ha. Xét hàm số f của u bằng 2 mũ u cộng với u, và dễ dàng thầy thấy là cái hàm số này nó luôn đồng biến ha. Thì thầy có là cái f phẩy của u đó thì nó bằng là 2 mũ u nhân với log neighbor của 2 cộng với u thì nó cộng với 1 chứ. Đạo hàm theo biến u á thì nó luôn lớn hơn 0 với mọi u nha. Tức là chúng ta sẽ có cái hàm số f nè, f u này nó luôn đồng biến. Cái hàm số này nó luôn đồng biến trên R. Và cái phương trình hai sao nó có dạng là, cái phương trình hai sao chỗ này nè là nó có cái dạng chính là f của logarit cơ số 2 của 4 mũ t trừ 2 bằng với f của t, đúng không? Vậy từ đây là chúng ta sẽ được là từ đây á, do cái hàm số f của chúng ta nó đã đồng biến rồi nên từ đây tương đương với logarit cơ số 2 của 4 mũ t trừ đi 2 bằng là t, hay là tương đương với 4 mũ t trừ 2 bằng 2 mũ t. Rồi, đây là cái phương trình, đây là cái phương trình mà mũ đặt ăn phụ cơ bản thôi đúng không? Là 4 mũ t trừ đi 2 mũ t trừ 2 bằng 0. Đến đây các em có thể xem nó là một cái phương trình bậc 2 theo 2 mũ t, thì chúng ta bấm máy tính sẽ ra 2 mũ t bằng là 2 với 2 mũ t bằng là trừ 1 ha. Thầy không đặt ăn phụ nữa nha. Thì khi mà các em xem cái bài giảng của thầy thì thầy nghĩ các em cũng phải có một cái nền tảng nhất định rồi ha. Chứ không thể nào các em ở mức độ 3 4 điểm mà các em mục tiêu các em 3 4 điểm em xem mấy bài này. Nên là cái bước này thầy coi nó như là cơ bản nha. Cái hồi này các em có thể xem là cái chuỗi các cái video thầy về về cái phương trình mũ á. Thầy không có đặt ăn phụ ở đây nữa. Bấm máy tính luôn là coi nó như là phương trình bậc 2 theo 2 mũ t thế. Rồi, đến đây thì chúng ta sẽ được là t bằng 1. À, và cái phương trình ở phía dưới là vô nghiệm. Phương trình ở phía dưới này là vô nghiệm ha. Đây là vô nghiệm. Như đây tương đương với t bằng 1. Rồi, hồi nãy chúng ta đặt t là gì thì chúng ta trả lời thôi. Với t bằng 1 thì ta có cái phương trình đó là logarit cơ số 2020. 2020 của x bằng 1 tương đương x bằng 2020. Rồi, vậy là cái tập nghiệm của cái phương trình này đó là 2020. Xong nhé.
Các em quan sát nè, tại trước tiên á, chúng ta quan sát cái phương trình, sau đó chúng ta nhìn xem cái công thức mà người ta sử dụng ở đây là gì. Các công thức về mũ với logit thì tất nhiên các em phải thuộc rồi ha. Đây người ta sử dụng một cái công thức này, và bằng cách là nhìn vào hai một cái, nếu mà em chưa quen em đặt t đi, em nhìn nó có cái dạng là hai mũ t cộng với t, thì chúng ta dự đoán. Sau khi dự đoán rồi chúng ta biến đổi, ta đưa hai cái vế nó về cùng cái dạng đó thôi. Rồi cái bước mà từ đây nè, cái bước mà từ đây xuống đây nè, là chúng ta áp dụng cái công thức gì? B nó sẽ bằng là logarit cơ số A của bằng là A mũ logarit cơ số A của B thôi ha. Rồi nếu mà các em muốn dễ nhìn thì các em có thể đặt U bằng là cái logarit cơ số 2 của 4 mũ T trừ đi 2 cũng được. Nhưng mà thầy thấy mất công thì một bước nữa, bước đặt nữa nên thì để vậy luôn. Thầy có giải thích bên đây nè, em có thể nhìn đây ha. Để có thể nhìn đây ha. Có thể dễ nhìn thì đây ha. Rồi. Đó, chúng ta xong cái câu số 1 ha. Chúng ta qua tiếp câu số 2 các em nhé. Câu số 2 được từ cái đề thi chính thức năm 2020-2018 trong đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia ha. Các em quan sát cái phương trình là 5 mũ x cộng với m bằng logarit cơ số 5 của x trừ m. Thì nếu mà các em xem hết chuỗi các bài giảng và làm đầy đủ các bài tập của thầy á, thì thầy nghĩ các em sẽ không còn sợ về cái hàm đặc trưng nữa. Nếu mà các em sợ thì thầy nghĩ sợ một điều là gì các em không? Đó là các em sợ người ta không ra cái bài toán liên quan đến hàm đặc trưng mà thôi, chứ không phải sợ nữa. Cái câu này á, có hai cái cách ghi thôi chứ không phải cách giải đâu. Thầy nói về cái cách ghi thôi, cái cách tiếp cận thôi. Mới học thì các em có thể tiếp cận theo cái cách này cho nó tự nhiên. Trước tiên thì thầy đặt cái điều kiện ha. Đặt cái điều kiện là x trừ m phải lớn hơn 0 trước đi ha. Rồi cái cách ghi, cái cách mà tiếp cận, cái cách tiếp cận cho người mới. Tức là đây là cách tiếp cận thôi mà người mới học thôi, là chứ không phải là cách gì mới thôi nha. Để như cái phương trình đó, để cho dễ nhìn đó, thì chúng ta sẽ đặt là ta sẽ đặt t bằng logarit cơ số 5 của x trừ m. Thì từ đây ta sẽ được là 5 mũ t thì nó sẽ bằng là x trừ m chưa. Thì lúc này chúng ta sẽ có hệ, và ta sẽ có cái hệ, ta có cái hệ phương trình. Lúc này ta sẽ có cái hệ phương trình là 5 mũ t cộng m thì nó bằng là t chưa. 5 mũ x cộng m nhé, 5 mũ x cộng m, 5 mũ x cộng m bằng t. Và cái phương trình thứ hai là 5 mũ t thì nó sẽ bằng là x trừ m. Rồi đến đây thì chúng ta sẽ lấy cái phương trình số 1 trừ phương trình số 2. Sao cái này cách cách tiếp cận cho người mới mà nhìn nó rối hơn là người cũ vậy ta. Ta lấy cái số 1 đó thôi, thầy không ghi cái này đâu nhé. Cái số 1 trừ số 2 thì trừ vế theo vế, ta sẽ được là 5 mũ x cộng m trừ 5 mũ t. 5 mũ x cộng m trừ cho 5 mũ t. 5 mũ t bằng là t trừ x cộng m. Rồi m hai vế triệt tiêu thì chúng ta sẽ đưa cái phương trình về dạng là 5 mũ x cộng với x bằng 5 mũ t cộng với t. Rồi, đây là đúng dạng đúng không? Là cái phương trình mà cái hàm số mà chúng ta dự đoán đây là gì? Chúng ta dự đoán cái hàm số mà họ sử dụng đó là f của u đi ha, nó bằng là 5 mũ u cộng với u ha. Rồi, thôi, chắc cái cách tiếp cận này thầy nghĩ là trực tiếp luôn đi, trực tiếp còn nhanh hơn nữa. Đây thầy hướng dẫn em trực tiếp nha. Các em quan sát cái phương trình nè. Chỗ này là bên đây là logarit cơ số 5 của x trừ m đúng không? Đây nó có trừ m thì bên đây nó có m, chúng ta một cách rất là tự nhiên chúng ta sẽ nghĩ đến cái việc là chuyển cái chữ cộng m đó sang cái vế bên tay phải của chúng ta đó. Là chỗ này tương đương với cái phương trình đó, nó sẽ tương đương với là 5 mũ x đó,
nó bằng là logarit cơ số 5 của x trừ m rồi trừ m. Các em nhìn nè, trong cái logarit này nó có cái chữ x trừ m nhưng mà bên ngoài không có x trừ m mà chỉ có trừ m thôi à, là chúng ta cảm giác rằng nó thiếu chữ x. Thì một cách rất tự nhiên chúng ta cộng cả hai vế của phương trình này cho x, thì cái vế bên tay trái chúng ta là 5 mũ x cộng x, vế bên tay phải của chúng ta là logarit cơ số 5 của x trừ m cộng với x trừ m. Rồi lại một lần nữa chúng ta áp dụng cái công thức là b bằng a mũ logarit cơ số a của b. Rồi là lúc này nè, tương đương với gì, bên vế bên tay trái là 5 mũ x cộng với x thì nó ổn rồi, chúng ta cứ để nguyên đây thôi. Rồi cái chỗ logarit cơ số 5 của x trừ m cộng với cái chỗ x trừ m này nè, thầy sẽ coi nó như là cái chữ b được không? Thầy sẽ coi cái này như là chữ b, và cái chữ b này thì nó bằng là logarit cơ số a, nó bằng là a mũ, thì phải đưa nó về cái dạng mũ bên đây nè, mà bên đây là cơ số 5 nên thầy sẽ đưa nó về dạng là 5 mũ logarit cơ số 5 của x trừ m được không? Em hiểu không? Rồi đến đây ha, là phân tích như vậy thì cái chỗ cái chữ x trừ m đó thì thầy sẽ viết lại là 5 mũ logarit cơ số 5 của x trừ m. Thì chỗ này thì để cho các em dễ nhìn đấy, thì thầy sẽ coi như là 5 mũ x cộng với x bằng u cộng với 5 mũ u, trong đó u chính là logarit cơ số 5 của x trừ m. Đó thì em dễ nhìn ha. Rồi đến đây thì chúng ta sẽ xét cái hàm số là xét cái hàm số f của t nó bằng là 5 mũ t cộng cho t, và dễ dàng thấy cái hàm số này nó luôn đồng biến, f phẩy t nó bằng là 5 mũ t nhân với log Neper của 5 cộng với 1 lớn hơn 0 với mọi t, đúng không? Và cái phương trình hai sao này, phương trình sao này nãy đâu là hai sao đúng không? Cái phương trình sao này đó nó tương đương với cái gì? Nó tương đương với f của x, là bên vế bên tay trái của em là f của x thôi, em thấy x ở đây. Còn vế bên tay phải của em là f của u. Do cái hàm số ft nó luôn đồng biến với mọi t thì đây tương đương với x phải bằng u. Tức là chúng ta có được là x bằng với logarit cơ số 5 của x trừ m. Cái phương trình này thì nó tương đương với 5 mũ x bằng x trừ m, thì hiển nhiên là x trừ m nó nhận cái giá trị dương và chúng ta không cần phải tìm cái điều kiện đó nữa ha. Thầy đưa cái đây là cái bài toán mà tìm m đi, phương trình nó có bao nhiêu nghiệm, ta cô lập m thôi, ta chuyển m bên đây thì ta được là x trừ cho 5 mũ x. Rồi xong rồi, tìm m có bao nhiêu chỉ nguyên của m để phương trình đã cho có nghiệm. Rồi xong tới đây thì chúng ta đưa về cái bài toán về cái dạng là xét hàm số thôi, xét hàm số ht hx bằng là x trừ cho 5 mũ x thôi. Rồi tính đạo hàm lập bảng biến thiên của cái hàm số x này, h'x bằng là 1 trừ cho 5 mũ x nhân với log Neper của 5 cho h phẩy của x bằng 0 thì tương đương với 1 trừ cho 5 mũ x nhân với log Neper của 5 bằng 0, rồi là tương đương với 5 mũ x sẽ bằng là 1 chia cho log Neper của 5, hay tương đương với x nó sẽ bằng là logarit cơ số 5 của 1 phần log Neper của 5. Rồi lúc này chúng ta sẽ có bảng biến thiên x, h phẩy x và hx. Thầy nói lại là trong chuỗi các bài giảng của thầy thì thầy trình bày với mục tiêu là giúp cho tất cả các em có thể hiểu kỹ cái bài toán, chứ thầy không có mục tiêu là sẽ đi giải nhanh cái bài toán để thể hiện rằng thầy giải nhanh rồi học trò thầy không hiểu gì hết trơn. Thầy thầy đâu phải là người đi thi nên không cần phải giải nhanh, người cần hiểu kỹ là các em rồi sau đó tự khắc sẽ giải nhanh nha. Rồi x đi từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng thì chỗ này chúng ta có là nó có cái nghiệm h phẩy, có cái nghiệm là logarit cơ số 5 của 1 chia cho log Neper của 5, anh này bằng 0,
À, các em dễ dàng tính dấu trừ đúng không? Hay dấu trừ hay dấu cộng. Rồi. Rồi đến đây thì chúng ta sẽ có được là cái bảng chi của này lên đây. Khi x nó dừng ra trừ vô cùng thì các em cái này nó sẽ tùy thuộc vào cái khả năng tính giới hạn của em. Khi x dần đến trừ vô cùng thì anh này bằng không nhé, anh này cái anh thầy nói riêng x dần ở trừ vô cùng thì cái này bằng không nè, còn cái x này bằng trừ vô cùng, trừ vô cùng trừ không thì nó sẽ ra kết quả là trừ vô cùng, và đây sẽ là trừ vô cùng nè. Rồi khi x dần ra cộng vô cùng đó thì cái năm mũ x này sẽ tiến, nó sẽ chạy ra làm mũ cộng vô cùng nhanh hơn, nên chỗ này nó sẽ là trừ vô cùng nè. Nếu mà các em tính cái giới hạn không được tốt thì em thể dùng máy tính để bấm nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bấm thử coi cái kết quả thì ra bao nhiêu. Rồi thầy sẽ bấm máy tính cái nha. Nhập hàm số cho các em tính cái giá trị của hàm số Hx tại cái lô hiếc số 5 của một phần lô hiếc số 5. Một phần log đề bè của 5 ấy. Là ta có là x này. X trừ cho 5 mũ x. Rồi con. Thầy quên mở cái chương trình bấm tính lên. Đây là logarit cơ số 5 thì hay là bấm đồ ít số 5 này chứ quên nãy quên nữa, lưu ý cái số 5 của một phần log neighbor của 5 bằng store rồi x trừ cho 5 mũ x. Đây là trừ 0,9, cho em tính lại thầy cái đoạn này nha. Chỗ này thì tính ra là trừ 0,91, xấp xỉ trừ 0,911. Rồi, vậy thì muốn cái phương trình có nghiệm đó thì m nó phải bé hơn hoặc bằng là trừ 0,91 ha. Thậm chí là có hai nghiệm luôn, phải có nghiệm đâu. Vậy là cái phương trình sau có nghiệm khi m bé hơn trừ 0,91. Phương trình sau có nghiệm khi m bé hơn trừ 0,91, mà do m nhận cái giá trị nguyên ấy, nên các em đếm coi trong cái vùng mà người ta đang xét ấy, nó có bao nhiêu cái giá trị nguyên là được em nhé. Rồi bé hơn trừ 0,91 chính là chúng ta lấy từ là tức là m nó sẽ ta sẽ suy ra là m nó sẽ thuộc vào cái tập S là gồm các cái chữ số là gì, lấy từ số mấy đến số mấy, trừ 19 đến trừ 1 đúng không? Trừ 19 đến trừ 1. Rồi, tức là M nó sẽ bé hơn bằng 1. Bé hơn bằng trừ 1. Rồi. Thôi con này các em tự đếm rồi ha. Chúng ta sẽ được là M. M sẽ lấy từ trừ 19 cho đến là như là M sẽ nhận cái giá trị nguyên, các cái giá trị nguyên thì ghi bằng lời cho em dễ nhìn, từ trừ 19 đến trừ 1, vậy thì nó sẽ có 19 cái giá trị nguyên của M thỏa mãn yêu cầu bài toán ha. Chúng ta chọn câu B. Được không? Thì các em đang dừng lại ở câu số 2, thêm vài câu nữa thì thầy nghĩ là các em sẽ quen với cái chuyện mà đưa về cái hàm đặc trưng thôi. Và khi các em quen rồi thì các em có thể hoàn toàn có thể bỏ qua cái bước này nha. Cái bước này chúng ta có thể bỏ qua được nè. Cái bước này lúc mà chúng ta làm trắc nghiệm chúng ta có thể bỏ qua bước này. Chúng ta chỉ cần ghi là x bằng là u thôi, chúng ta đưa nó về cùng dạng. Tức là cái vỏ ngoài, chúng ta hình dung là cái vỏ ngoài nó giống nhau thì chúng ta cho cái ruột của nó bằng nhau luôn. Đó là khi chúng ta làm trắc nghiệm á. Tuy nhiên là đó cái tư duy đó thì nó cũng phải cần cái cẩn thận, nhưng mà ý là làm trắc nghiệm chúng ta có thể coi nó như nếu cái vỏ ngoài nó giống nhau rồi thì chúng ta có thể cho cái ruột nó là x bằng u luôn cho nó nhanh, chúng ta khỏi phải xét hàm số. Đó là lúc các em làm trắc nghiệm đó ha. Rồi tóm lại chúng ta xong cái câu số 2, và các em nhớ kiểm tra là các cái bước tính toán giúp thầy nha. Chúng ta qua tiếp câu số 3 các em ha. Câu số A các em quan sát cái phương trình là logarit số 3 của 3x cộng 3 cộng với x bằng là 2y cộng với
chính mũ y. Đây là cái câu được trích ra từ đề minh họa năm 2020, nó đang ở vị trí thứ 47. Thì cái câu này các em quan sát cái phương trình đó, cái em để ý cái vế bên đây, em nhìn cái vế bên tay tay phải của em thôi, cái vế bên phải của em là 2y, cái số 9 em dễ dàng đưa về cái số 3 là 3 mũ 2y, thì chúng ta thấy ngay cái phương trình này sẽ có dạng là cái hàm mà cái người ra đề họ chọn là nó có dạng là t cộng với 3 mũ t hay là 3 mũ t cộng với t. Đây là cái bước mà chúng ta phân tích, tức là cái vế bên, vậy là chúng ta quan sát là chúng ta thấy cái vế bên phải chúng ta đã ổn rồi, là 3 mũ 2y cộng với 2y là bao t, t rất là nhẹ ha. Vậy là còn lại là chúng ta sẽ coi cái vế bên tay tay trái của mình đó. Cái vế bên tay trái của mình đó, thì chỗ này ở ngoài nó chỉ là x thôi, trong đây chỉ là 3x cộng 3 nè. Thì chúng ta nghĩ đến cái việc là chúng ta tách cái số 3 đó ra. Lúc này cái phương trình nó sẽ tương đương. Người ta cho cái điều kiện x dương ở trên đây, thầy không có xét điều kiện nữa. Phương trình nó sẽ tương đương với là logarit cơ số 3 của 3 nhân với x cộng 1. 3x cộng 3 thì thầy đặt 3 ra làm cái thừa số chung, thì bên trong còn lại là 3x cộng 1 để cộng x viết lại thôi. Bên đây là 2y cộng với 3 mũ 2y ha. Rồi đến đây thì các em áp dụng cái công thức là logarit cơ số A của B nhân C thì bằng logarit cơ số A của B cộng với logarit cơ số A của C. Chỗ này tương đương, chúng ta sẽ tách ra thành là logarit cơ số 3 của x cộng 1 cộng với logarit cơ số 3 của 3 cộng với x bằng là 2y cộng với 3 mũ 2y ha. Rồi thầy viết lại là logarit cơ số 3 của x cộng 1 cộng với x cộng 1 bằng là 3 bằng là 2y cộng với 3 mũ 2y. Đến đây thì thi một lần nữa, chúng ta lại sử dụng cái công thức đó là B bằng A mũ logarit cơ số A của B. Ở đây bên chúng ta quan sát ở bên cái phía bên tay phải của chúng ta đó là cái cơ số là cơ số 3, nên là cái chỗ x cộng 1 này chúng ta sẽ xem như là B nè ha. Là cái x cộng 1 chúng ta sẽ viết lại là gì? X cộng 1 chính là 3 mũ logarit cơ số 3 của x cộng 1 đó. Lúc này chúng ta sẽ có cái phương trình chúng ta tương đương với gì? Logarit cơ số 3 của x cộng 1 thì viết lại ha. Cái chỗ x cộng 1 này thì thầy ghi lại là 3 mũ logarit cơ số 3 của x cộng 1 bằng là 2y cộng với 3 mũ 2y. Rồi, đến đây thì các em hoàn toàn có thể cho ha, nếu em quen thì em khỏi phải xét hàm luôn ha. Còn để cho các em dễ nhìn đó thì thầy sẽ trải qua một cái bước đặt ẩn phụ cho em dễ nhìn thôi. Cái này nó sẽ tương đương với ghi chữ tương đương thì nó không chặt chẽ về tự luận đâu, nhưng mà thôi đừng có bắt bẻ thầy vì mấy cái vấn đề này, trình bày tự luận nó không khó đâu với thầy đâu. Nhưng mà chúng ta đừng có quá câu nệ về cái việc trình bày này ha. Chúng ta phải viết này cho dễ nhìn thôi nè. Là t cộng với lại là 3 mũ t. Bên đây là v cộng với 3 mũ v. Trong đó là cái t của thầy là gì? T của thầy chính là logarit cơ số 3 của x cộng 1. Còn v của thầy là cái gì? V của thầy là 2y chứ. Đến đây thì ta hay nói nôm na là cái vỏ nó giống nhau thì cứ coi như cái ruột nó giống nhau thôi. Tuy nhiên là cái điều này nó chỉ đúng đối với cái hàm nó luôn đồng biến hoặc luôn nghịch biến thôi. Nó đúng trong cái trường hợp hàm đặc trưng thôi, và nó sẽ không có đúng trong cái chuyện chúng ta đi ra ngoài chúng ta mua hàng hóa đâu ha. Không đúng trong cái việc mà chúng ta đánh giá hai người mặc cái áo ha. Chúng ta đang nói như thế cho dễ nhớ thôi, gọi là cho chúng ta làm nhanh thôi. Rồi đến đây thì cái việc xét hàm thầy sẽ để dành lại cho em ha. Xét hàm số xét cái hàm số thì học sinh tự làm. Thôi thầy biết rõ luôn. Tự ghi ha, tự giải. Thì thầy tiếp tục cái chỗ sau này nè. Cái chỗ sau này sẽ tương đương với gì thôi? Là T bằng với V thôi. Có nghĩa là thầy có được cái gì? Thầy có được là logarit cơ số 3 của x cộng 1 bằng với V là bằng 2y nha. Tức là tương đương với x
cộng 1 bằng 3 mũ 2y hay tương đương với x bằng 9 mũ y trừ 1. Rồi, xong rồi. Người ta hỏi gì ạ? Chúng ta tập trung làm được trưng quên kệ để ý câu hỏi luôn. Tại vì trong cái chuỗi các bài giảng của thầy thì thầy sẽ hướng các em đến cái việc làm sao nhìn ra được cái hàm đặc trưng thôi. Còn cái câu hỏi của người ta thì cái ý phía sau nó sẽ không khó. Trong cái bài toán hàm đặc trưng thì cái việc khó đó là cái việc mà chúng ta thấy khó, đó là đưa về cái hàm đặc trưng thôi. Còn xử lý cái ý sau thì thường người ra đề nó sẽ không làm khó cùng một lúc cả hai ý như thế. Vừa giấu cái hàm đặc trưng vừa làm khó cái ý sau đó thì nó dài quá, nó làm cho cái bài toán dài trở nên dài thôi. Nên là nên nên làm khó một trong hai cái ý đó được rồi. Có bao nhiêu cái cặp số nguyên x y thỏa mãn cái điều kiện là không bé hơn bằng x bé hơn 2020? Thầy lại quên mở cái chương trình máy tính lên. Do là chúng ta có là x nè thuộc vào trong cái đoạn từ 0 cho đến 2020, nên nên là ta có cái gì? Ta có là không bé hơn hoặc bằng 9 mũ y cộng 1 bé hơn hoặc bằng 2021. Năm 2020 là đặc biệt, là một cái năm mà chung là được giải cái đề thi thử 2 lần. Rồi, chỗ này tương đương với trừ 1 sẽ bé. Ủa, 9 mũ y thì cộng cho 1 thì 9 mũ y trừ 1 chứ. Để ghi sai lo nói chuyện không. Đây là thầy đang ôn tập với các em còn tâm sự để cho con đi thi, nên em phải tập trung tối đa cái công lực của mình, đừng có nói chuyện giống như thầy. Thì tương đương là 1 bé hơn bằng là 9 mũ y và bé hơn bằng là cho nên 2020 chuyển 1 qua thì được 2021. Rồi, thì ta sẽ được là lấy logic thay vế theo cái cơ số 9, chúng ta không đổi dấu mốc phương trình nữa nha. 9 là cơ số nó lớn 1 thôi. Ta sẽ được là 0 bé hơn bằng y bé hơn bằng là logarit cơ số 9 của 2021. Ta bấm thử logarit cơ số 9 của 2021 bằng bao nhiêu? 3,4 á, xấp xỉ 3,4. 0 bé hơn bằng y bé hơn bằng là 3,4. Ta thấy là với cái điều kiện cái chỗ này nè, ta nhìn chỗ này ha, nhìn cái chỗ x bằng này, mỗi cái giá trị của y, mỗi cái giá trị nguyên của y thì chúng ta có được một cái giá trị nguyên của x. Mỗi cái giá trị nguyên của y, mỗi cái giá trị hay là mỗi cái giá trị y là cái số nguyên thì sẽ có duy nhất một cái giá trị x bằng là 9 mũ y trừ 1 thuộc vào số nguyên. Do đó là chúng ta thấy là chúng ta có là gì? Mà chúng ta có là bao nhiêu giá trị nguyên của y? Có không bé hơn bằng y bé hơn bằng là 3 thì ta chia là có 3,3,4. Từ 0 đến 3 thì có 4 cái giá trị nguyên của y, 4 cái giá trị nguyên của y. Có 4 cái giá trị nguyên của y thì tương ứng sẽ có 4 cái giá trị nguyên của x. Tức là sẽ có 4 cái cặp 4 cái cặp giá trị, 4 cặp số nguyên x y nó sẽ thỏa mãn cái điều kiện của bài toán ha. Ta chọn câu C xong nhé. Rồi. Chúng ta đã xong cái câu số 3. Trả lời thầy này. Các em xem đến câu số mấy thì các em bắt đầu cảm thấy có sự quen dần và cảm thấy có sự tự tin dần nha. Coi trong cái chuỗi này các em đến câu số mấy, để là cái bình luận cho thầy biết đến câu số mấy thì đã đủ rồi để thầy biết thầy dừng lại, không có thực hiện thêm cái video nữa chứ, đúng không? Không, các em đã nắm vững rồi cần gì phải xem tiếp tốn thời gian của các em. Rồi, chúng ta đã xong câu số 3 nhé, và đến câu số mấy thì các em đã cảm thấy tự tin, để lại bình luận cho thầy biết nhé.